thuốc viện ở đâu? Có mai phục. Giết hết bọn chúng, giết hết bọn chúng, giết hết đi. Cút đi, cút đi. Chỉ có mấy người mà dám tới địa bàn của ông làm loạn sao? Đánh đi, đánh đi. Hạ hết chúng. Đánh đi. Thanh Nhàn ở đâu? Nói mau, ở đâu? Nói. Ở đâu? Nói. Nói. Đừng nổ súng. Nè, Thanh Nhàn ở đâu? Thanh Nhàn ở đâu? Tại sao cô lại nổ súng? Tại sao cô lại nổ súng? Nổ súng đi. Không có anh ấy cô chết rồi. Không có anh ấy cô chết rồi. Cút đi. Nói chuyện đi. Sếp ơi, sếp ơi, xảy ra chuyện rồi sếp. Gia Tôn, đại ca Bang Hoa La, Mây Chua, người tình của Gia Tôn. Tao biết rồi, đại ca Sô Tôn chết rồi. Chết hả? Tại sao lại chết? Bị Lan Gia bắn chết. Sô Tôn làm sao lại chết? Làm sao có thể chết trong tay con đàn bà đó được? Nói lại từ đầu cho tao nghe. Đúng ra chúng ta sắp giải quyết hết đám người của Mô Chiên rồi, nhưng không biết từ đâu chạy ra một người, cứu được Lan Gia. Sau đó lại tới kẻ giúp sức. Chúng tôi đánh không lại. Phế vật. Mày nói lại lần nữa. Tụi bay hơn 30 người, giải quyết không được 3 người sao? Hai tên tới xen vào. Thật sự quá mạnh sếp. Tên già kia không có tới sao? Dạ không thấy. Chỉ có Lan Gia và Sanai. Sanai cũng bị chúng ta giết rồi. Tụi bay giết tên đó làm cái gì? Đúng thật là cáo già. Sô Tôn tên ngu ngốc lại tin vào kế hoạch này.
Các anh thật sự không định đi cùng tôi sao? Cảm ơn. Tôi chưa muốn có dính líu tới xã hội đen. Anh suy nghĩ lại đi mà, suy nghĩ thêm đi. Cô hai, dù gì Đức Vinh cũng từng cứu mạng cô. Lần này Mô Trinh, nếu không bảo vệ chúng tôi, thế nào Băng Hoa La cũng tìm chúng tôi trả thù. Nghĩ thông suốt rồi thì đến trang viên Mô Trinh tìm tôi, nói tên của tôi, sẽ không ai làm khó anh. Nghĩ đi, ba người đó có lai lịch ra sao? Không biết thưa sếp. Tên thứ nhất là người Trung Quốc, nhìn rất lạ mặt. Một tên khác có mang khăn bịt mặt, không nhìn rõ mặt. Còn có một tên, hai ngày trước tôi nhìn thấy ở chỗ đánh võ đài, không biết từ đâu chui lên, nhưng không ai đánh thắng nó. Ai đặt tiền cược cho nó cũng thắng. Gọi điện thoại đến võ đài để anh điều tra. Tại sao Sô Tuân lại chết? Được rồi, tôi sẽ tin anh một lần. Mày nói đi, tao có nên khen thưởng cho mày không? Khốn kiếp thật. Hội trưởng, đã là lúc nào rồi? Phải sống mái với tên khốn nạn Gia Tuân đó. Ông còn chờ đợi gì nữa? Nghe nói mấy năm nay Giang Tuân tàng trữ cho mình không ít súng đạn. Nhưng tướng quân cũng mắt nhắm mắt mở. Tướng quân đó hả? Chỉ biết có tiền. Ê Lơ Chi, có phải anh chưa đưa đủ tiền không? Này, anh đừng có ở đây ăn nói nhảm nhí. Hội trưởng, hiện nay trong thương hội của chúng ta có một nửa thu nhập đều đưa cho tướng quân. Đây là gì? Là cái động không đáy. Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện làm ăn của chúng ta có phải quá bảo thủ rồi không? Dù gì thời đại đã thay đổi rồi. Ê Tang, anh có ý gì? Anh muốn trồng cần sa sao? Anh đừng có nói bậy. Hội trưởng, tôi không có ý đó. Gần đây tôi có quen biết một số thương nhân người Trung Quốc. Anh ta nói đồng ý đầu tư để chúng ta xây một sòng bạc hoành tráng, chỉ với một điều kiện, sau này cho anh ta đảm nhận mảng điện tín ở Ba Công. Hắn ta cũng tính toán lắm. Điện thoại cố định cũng được đi, nhưng điện thoại di động thì khác. Đó là ngành hái ra tiền. À đúng rồi, còn mạng Internet nữa. Mạng Internet là cái thứ gì? Kunta, thi thể của các anh em đã thu lại hết chưa? Đã đưa về trước cửa trang viên rồi. Chuẩn bị đưa tiễn các anh em.
Kunta, đầu lĩnh cấp cao của thương hội, bái tế. Lâu rồi không gặp anh Ban Li. Nhóc con mày đã tới trễ. Xin lỗi nha. Hôm nay dậy trễ. Dậy trễ. Khốn kiếp. Ban Li. Không được mang theo súng. Sợ món đồ này tới vậy sao? Có cần tôi kêu đám anh em cởi quần ra cho anh kiểm tra không? Một mình cậu không đem theo súng cũng được. Giao ra đây. Tôi muốn xem thử coi tại sao không được đem. Thì là không được. Dừng lại. Cho hắn vào đi. Hội trưởng, có trà gì ngon hả? Trước giờ Gia Tôn không để mắt tới trà của tôi, nhưng mà lần này cậu tới tìm tôi uống trà, nên kiểu gì cũng phải lấy đồ ngon một chút. Mời thưởng thức. Không biết phép tắc. Không có phép tắc. Thường thì chuyện gì cũng phải nói tới trước sau phải trái. Nếu cậu muốn uống thêm thì cũng phải để người ngồi trước mặt cậu uống một ngụm trước. Cậu đó vẫn không biết tính toán. Giờ trà này không ai uống được nữa rồi. Hội trưởng nói đúng. Hôm qua tôi đã mất hơn 30 người trong tay ông. Món nợ này nhờ ông tính toán giúp tôi. Mấy người tung tin giả kho thuốc phiện, dụ chúng tôi tới đó bày kế đánh lén. Tài không bằng người thì đừng trách người khác. Rõ ràng là mấy người kéo tới kiếm chuyện. Người của tôi ra tay tự vệ, giờ còn quay ngược lại đổ thừa sao? Nếu tôi nói Hiệp hội Thương mại Mojin giấu đàn bà của tôi, sau đó đưa người tới đó kiểm tra thì cũng được đúng không? Gia Tôn, anh đừng hỗn xược quá. Tôi hỗn xược. Lão đại đang nói chuyện, cô là cái thá gì?
Ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Mất nhiêu đó anh em vẫn chưa thấy đủ, cứ muốn máu chảy thành sông sao? Bớt lấy câu đó ra hù dọa tôi đi. Tuy hiệp hội mô chiên của ông có thế lực lớn, người khác sợ ông, nhưng thằng Gia Tuân này không sợ ông. Náo nhiệt quá. Phó Quan Sai, nòng cốt quân nhân dân Pa Công. Tôi thích nha. Tôi đã kinh doanh ở Pa Công này mấy mươi năm. Thứ tôi canh giữ cũng chính là quy tắc. Những người không tuân thủ quy tắc cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hù dọa tôi sao? Tôi sợ quá. Tôi muốn nói cho cậu biết, những người phá hoại quy tắc sẽ bị trừng phạt. Trước giờ không có ngoại lệ. Hiệp hội thương mại Mô Chiên bao nhiêu năm thống trị ở Ba Công này, thực tế không cho người ta con đường sống. Dựa vào đâu mà chúng tôi không thể tự mình tìm đường? Sòng bài, nhà thổ, có món nào mà ông không làm không? Nuốt nhiều con phố như vậy, bộ không sợ ăn no đau bụng sao? Hội trưởng ông cũng bước nửa chân vào quan tài rồi, chi bằng sớm ngày rửa tay gác kiếm, để cho người trẻ tuổi làm đi. Im miệng khốn kiếp. Nếu tôi muốn đuổi cùng giết tận thì cậu đã không còn ngồi ở đây. Đừng giả bộ tử tế với tôi. Trước đây ông không thành công, bây giờ càng không thể được. Anh quên Sô Tuân rồi sao? Mày có muốn đền mạng không? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Ba Công cấm dùng súng. Sao đây? Quy tắc cũng không thể ngăn cản chó cắn nhau sao? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Sinh tài cái con khỉ. Có người ỷ mình già, muốn chặn đường phát tài của người khác. Phó Quan Sai, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ uống trà tâm sự thôi. Tướng quân đã biết chuyện của mấy người, cũng chỉ mất đi vài tên đàn em thôi mà. Có gì ghê gớm đâu chứ. Vì có người có cánh tay quá dài, nhúng tay vào chuyện không nên nhúng tay. Đúng ra buôn bán là mọi người cùng kiếm lợi, nhưng có vài thanh niên quá manh động, không tuân thủ quy tắc, nên đôi khi chúng ta cũng cần phải dạy dỗ một chút. Hội trưởng, ông tôn trọng quy tắc. Tất nhiên tướng quân biết, nhưng có đôi khi ông cũng phải biết nhìn rõ thời cuộc. Mấy năm nay Bang Hoa La đang cống hiến rất nhiều cho Ba Công. Tướng quân cũng đã nhìn thấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Đừng tưởng là tướng quân không biết hai người âm thầm giở trò sau lưng. Mấy năm nay Ba Công lộn xộn không yên ổn, tướng quân rất không vui. Có điều trước giờ tướng quân không hề thiên vị, vậy nên hai người phải nghĩ cách khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại là tướng quân không muốn lại nhìn thấy hai bên chém giết lẫn nhau, đã hiểu chưa? Ngoài đánh ra không còn cách khác. Thật ra cũng không phải là không có cách,
Bách Đông Phương, thương nhân người Hoa thần bí. Thật ra anh Gia Tu nói rất đúng, chuyện trong giang hồ nên xử theo quy tắc giang hồ. Xin nghe cao kiến của anh. Tôi nghe nói Ba Công là dùng đất đấu võ, mọi người đều yêu thích đấu võ, hễ gặp rắc rối thì đều giải quyết bằng cách đơn đả độc đấu. Có thật là như vậy không? Cả hai bên đều rất đông người, đánh hết được sao? Thật ra tôi ngưỡng mộ đấu võ gì đó của Ba Công lâu rồi, nhưng mà lâu nay không có cơ hội thưởng thức. Lần này tuyệt quá rồi, cơ hội đã chín mùi. Bởi vì tướng quân đề nghị hai băng nhóm tổ chức ba cuộc thi dạng như đấu võ cấp cao, ai thua hai trong ba trận thì tự động cúi đầu nhường bước để bày tỏ thành ý. Có điều đương nhiên, mỗi cuộc thi đều được tổ chức trong bí mật, hai băng mỗi băng trích ra 20% tiền nước là hợp tình hợp lý. Nhưng mà chi phí cho vụ này không hề nhỏ. Đúng vậy, nhưng anh đừng lo, có tướng quân bảo đảm, tôi sẽ thúc đẩy cuộc thi này. Hai vị không có ý kiến gì chứ? Miễn tướng quân vui là được, tôi sao cũng được. Thi đấu võ được, thú vị. Cũng lâu rồi tôi không chơi lớn như vậy. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Báo cáo tướng quân, có Bách Đông Phương tới. Nhờ phúc của tướng quân, tạm thời hai băng nhóm đã hòa giải rồi, hiện đang chuẩn bị thi đấu. Tướng Pu Quan Li, thống soái quân nhân dân Ba Công. Sau khi tổ chức cuộc thi, tôi sẽ đem 40% doanh thu tới phủ cho tướng quân. Anh nói sao? Đưa tôi 40%. Coi đó, coi trí nhớ của tôi tệ chưa? Sao 40% được chứ? Tất nhiên phải là 60% rồi. 60% đó tướng quân. Nếu họ không thành thật, nên giải quyết thì cứ giải quyết. Rõ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Hội trưởng, hội trưởng. Hội trưởng, hay là để tôi đi đấu võ đi. Cậu ngồi xuống trước đi. Nếu như là 20 năm trước, cậu sẽ giành lấy ngay không nhường ai. Nếu nay không gặp chuyện thì tôi cũng không nói như vậy. Nhưng mà tình hình hiện giờ, đấu võ cần thanh niên trai tráng. Trong mấy trăm anh em của chúng ta không có nổi hai người trai tráng. Kunta, anh nói coi có đúng không? Đương nhiên bên mình có trai tráng,
Nhưng nếu xét tới võ nghệ và kinh nghiệm đấu võ thì thực sự không có ai bằng được Nai. Chúng ta có bao nhiêu phần trăm giành được chiến thắng chung cuộc? Chưa tới 30%. Đi ra ngoài tuyển cao thủ thì sao? Đã cho người đi tuyển rồi, nhưng chỉ còn vài ngày tới là thi đấu, sợ là không kịp. Trận đấu võ này liên quan tới tồn vong của hiệp hội. Nếu như thua cả hai trận thì chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bị mất mặt thì không nói, quan trọng là không giữ được địa bàn và không còn chỗ đứng nữa. Vì vậy, việc chọn người thi đấu không thể qua loa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Thôi thì đừng thi nữa, cho vài tên sát thủ đi xử lý tên Gia Tôn. Chỉ cần xử được Gia Tôn là xong chuyện ngay, có đúng không? Anh tưởng bây giờ dễ xử Gia Tôn vậy sao? 4 năm trước tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Bây giờ cánh của hắn đã cứng cáp, đi xử hắn chỉ hại chết anh em. Dù anh chịu, nhưng hội trưởng có chịu không? Tướng quân có chịu không? Nè, sợ chết hả? Cách này hay nè, anh chịu thua đi, anh giao lại hết chuyện làm ăn, sản nghiệp, giao hết cho Gia Tôn với tên thương nhân người qua. Không chừng Gia Tôn sẽ vui vẻ tha mạng cho anh. Nè, sở dĩ chúng ta rơi vào thế bị động như ngày hôm nay đều là vì sự ngu ngốc của anh đó, anh có hiểu chưa? Nè, thằng khốn kiếp, mày lặp lại lần nữa tao coi. Sao hả? Ngồi xuống. Quân ta, cậu thấy sao? Nay tướng quân đã nói vậy, nếu còn làm ầm ĩ nữa thì chắc chắn chúng ta là người chịu thiệt sau cùng. Băng Hoa La đồng ý một cách nhanh lẹ, không bình thường chút nào. Có lẽ là chúng đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới. Nếu Nai vẫn còn thì trận đấu này chúng ta vẫn hy vọng còn phần thắng. Anh à, tôi cứ có cảm giác chuyện bị đánh lén trong chợ, hình như chuyện này không hề đơn giản. Vì sơ suất của con nên mới dẫn tới chuyện lần này. Con xin gánh chịu mọi hậu quả. Cô hai, tôi không có ý truy cứu trách nhiệm. Thưa ba, con xin đón nhận trừng phạt. Kunta, cậu phụ trách việc xử phạt. Lành gia sơ suất giám sát nên xử trí thế nào? Chuyện này là sơ suất của con, Lành gia nên cắt ngón tay để tạ tội. Khoan đã, hội trưởng, lần này cô hai đã xử tên Sô Tôn, đã trả thù cho Nai. Phải đó, thưa hội trưởng. Hiện giờ kẻ địch đang ở trước mặt, lúc này chúng ta không nên làm tổn thương người mình. Hội trưởng, không có ngón tay, cô hai lấy chồng kiểu gì? Nai đã chết. Chuyện quan trọng nhất là thi đấu võ. Đại ca, tuy cô hai có lỗi trong chuyện này nhưng cũng có công. Thật ra cậu muốn nói gì? Theo như tôi thấy, hai đứa ở trong bệnh viện đều có thể đánh đấm, và lúc này chúng cũng đang cần cô hai giúp đỡ. Giờ là lúc cần người, nhưng chúng không đồng ý gia nhập có đúng không? Chỉ cần giải quyết được tên Trung Quốc thì chắc chắn chúng sẽ làm việc cho chúng ta. Con từng thấy chúng đánh nhau, chắc chắn không thua kém này. Cô hai, tôi nghe nói hai bọn chúng có thù với Băng Hoa La, đúng không? Phải. Ít nhất chúng không đứng về phía Băng Hoa La. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần chúng ta đi lôi kéo hai thằng nhóc đó, vậy thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi.
cũng trùng hợp quá rồi. Đầu tiên là đánh lén chợ, tự dưng nhảy ra hai tên cao thủ. Sau đó thì lại tới trận đấu võ này, cứ phải cá cược tới tính mạng. Thật sự quá trùng hợp. Tôi không tin được chúng. Đừng quên vụ ở phố vàng, thằng Trung Quốc đó đã tới đập phá. Để đề phòng sự sơ suất, hay là tốt nhất cho người của chúng ta đi điều tra chúng. Mọi người nói thử xem. Chẳng phải là lão đại sao? Người đâu? Hắn đâu rồi? Tụi em bám theo hắn tới đường này thì đột nhiên không thấy hắn đâu. Tao đập mày. Đi tìm cho tao. Tìm không được thì đừng tới tìm tao. Biến về phố vàng làm cò mồi cả đời đi. Còn ngay ra đó làm gì? Đi mau đi. Ông đang tìm tôi sao? Mày. Mau chạy đi. Thằng nhóc thật lợi hại, chắc từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Hồi em còn trẻ, cũng không đánh lại nó đâu. Tụi em là công đích chạy về đây. May mà nó không mạnh tay, nếu không em vô bệnh viện lâu rồi. Nó tới bến tàu, nghe ngóng tin tức của băng Hoa La. Phải, thằng nhóc đó hỏi được tin tức gì mới lạ đó. Có điều, nó liều lắm, đã đắc tội với người bên quân đội. Thì là Ba Phong đó, chúng chạy xe loạn xạ trên đường, xém chút là đụng chết một đứa nhỏ. Đúng lúc thằng nhóc đó thấy được, nên tới cứu. Coi bộ thằng nhóc Tiêu Đức Vinh này cũng thích lo chuyện bao đồng lắm, dám cản đường của Ba Pong. Vậy là có thể loại trừ khả năng nó là người của quân đội. Anh coi thằng nhóc đó tới Ba Công gây ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là thằng rắn, chắc cũng do nó làm. Sau đó thì chạy tới phố vàng làm loạn. Cuối cùng sao? Cứu được cô hai. Đúng là thật khó hiểu vô cùng. Chắc nó phát điên vì bị lạc mất người yêu rồi. Thằng nhóc này đúng là suối quẩy mà. Sao cậu tới đây? Bác sĩ Diệp nói anh định tới Hiệp hội Thương mại Mô Chiên. Tôi không yên tâm. Vậy được. Tiêu Đức Vinh, mời lên xe. Cô Lan Gia đâu? Tới nơi, cậu sẽ tự động biết. Lại nữa. Dẫn vào đi.
Ông làm vậy là tổ chức tiệc hồng môn sao? Làm gì có. Mời hai cậu tới đây là muốn cho hai cậu coi manh mối. Manh mối gì? Cô Lan Gia đâu? Tất nhiên con gái tôi đã có sắp xếp. Tôi đã hứa giúp hai cậu tìm người. Hôm nay tôi bắt được một kẻ phản bội Bang Hoa La. Hắn phụ trách buôn người. Hai cậu có câu hỏi gì, lát nữa gặp được hắn có thể hỏi thẳng hắn. Mời. Chính là hắn. Hắn là sát thủ. Cậu hãy nhìn cho kỹ. Phải, chính là tên đu con này. Làm gì vậy? Hắn nói cậu là sát thủ do Bang Hoa La phái tới. Sát thủ gì hả? Gia Tuân tới Trung Quốc thuê sát thủ, định giết hội trưởng. Chính là hắn. Đã xảy ra rất nhiều chuyện sau khi cậu tới Ba Công. Thật sự rất đáng nghi ngờ. Chúng tôi không phải sát thủ. Bang Hoa La hãm hại chúng tôi. Cẩn thận thì mới làm được nhiều việc. Thà rằng chúng tôi giết lầm người, chứ không thể bỏ qua. Lâu nay mấy người vẫn luôn nghi ngờ tôi. Lão già hôm qua cũng là người của Hiệp hội Mô Xin đúng không? Được, tôi có thể ở lại đây từ từ nói rõ ràng. Nhưng Quân Tan là người Miến Điện, chúng tôi tình cờ quen biết nhau, tất cả mọi chuyện không liên quan gì tới cậu ấy. Hãy để cậu ấy đi đi. Sao lại không liên quan? Không được đi. Cậu còn không thừa nhận. Người của tôi nói với tôi rằng kỹ năng đánh đấm của cậu người bình thường sẽ không biết sử dụng. Đó là vì đơn vị mà tôi từng tham gia không tầm thường. Tôi cho ông hay, nếu tôi muốn xử ông thì tôi đã có vô số cơ hội. Nhưng tôi phải nói rõ ràng với ông, tôi tới đây là để tìm người nhà của tôi. Mấy chuyện băng nhóm xã hội đen không liên quan gì tới tôi. Được, tôi tin cậu. Chỉ cần cậu xử tên khốn kiếp bày trò ly gián này, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Hội trưởng, vở kịch này diễn đủ rồi đó. Chúc mừng hai vị đã vượt qua thử thách cuối cùng. Thử thách gì hả? Gì mà vượt qua? Nếu như cậu thực sự là do Gia Tuân tới Trung Quốc mướn về thì chắc chắn đã từng gặp mặt tên này. Để bảo vệ tính mạng, chứng tỏ sự trong sạch, chắc chắn cậu sẽ giết người bịt miệng. Bị điên sao? Nếu nãy nổ súng thật thì phải làm sao? Nếu như thực sự nổ súng thì hai người đã trở thành bia đạn. Cây súng vừa mới giao cho cậu thực tế không có đạn. Nếu như hai người là người của Gia Tuân thì khi hắn chỉ hai người, hai người sẽ chột dạ, chứ không phải là ngạc nhiên. Đây là phản ứng thường thấy ở người bình thường, không gạt được người khác. Tôi không nói sai chứ hội trưởng? Tuy Lan Gia thông minh nhưng khi làm việc vẫn chưa đủ chắc chắn. Tôi lớn tuổi rồi, không yên tâm. Vì vậy mới dặn những vở kịch này để thăm dò hai cậu. Mong hai cậu đừng để bụng. Vậy rốt cuộc tên này là ai? Hắn thực sự là người của Bang Hoa La, làm việc cho Gia Tuân. Cậu muốn biết cái gì thì cứ việc hỏi hắn.
Mấy người giam người bị bắt cóc ở đâu? Dạo này có gặp cô gái Trung Quốc nào không? Trả lời cậu ấy. Mấy người đưa những người bị bắt cóc đi đâu? Có người phụ nữ Trung Quốc không? Ở xưởng bến tàu cũ có một căn cứ bí mật. Những người bị bắt cóc sẽ bị bán đi trong vòng 3 ngày. Không thể nuôi không chúng. Thật ra chúng tôi rất ít khi hành động ở bên kia, bởi vì cảnh sát bên kia rất giỏi, nguy hiểm và đông đúc. Thường sẽ đi Miến Điện hoặc Lào, tới các vùng quê ở đó. Gần đây qua Trung Quốc đều để buôn lậu, buôn bán. Lâu rồi tôi không gặp phụ nữ Trung Quốc. Anh có nghe Sotun nhắc tới chuyện bắt cóc người Trung Quốc không? Xưởng chui ở đâu? Từ đầu chúng tôi đã tới đó. Chỗ đó đã bị bỏ hoang. Bắt đầu từ hôm nay, hai cậu chính là khách quý của Hiệp hội Mô Trinh. Băng Hoa La chính là kẻ thù chung của chúng ta. Chuyện của hai cậu, chúng tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra. Còn bệnh viện Làng Hòa Bình cũng sẽ không bị quấy rầy nữa. Xin hai cậu yên tâm. Đức Vinh, sao anh biết họ đang diễn kịch? Chủ yếu là từ cây súng. Súng? Đúng. Cây súng đó là súng Mỹ. Trùng hợp là trước đây tôi từng sử dụng, nên cảm thấy nó hơi nhẹ, có lẽ không có đạn. Lúc đó chỉ cược một ván thôi. Cậu nghĩ đi, người bên cạnh Tha Sung không thể nào cầm theo súng không có đạn. Huống hồ hắn lại cố tình để lộ sơ hở cho chúng ta. Vì vậy, bất luận thế nào, lúc đó tôi không thể nổ súng. Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao họ phải tốn nhiều sức lực để thăm dò chúng ta. Thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc Hiệp hội Thương mại Mô Trinh tính làm cái gì. Nhưng tôi tin, bây giờ họ có thể bảo vệ Làng Hòa Bình. Như vậy là đủ rồi. Sao cô biết chúng tôi tới? Ba tôi nói các anh sẽ không bàng quan đứng nhìn. Ba tôi đang chờ các anh. Hai vị tới rồi à? Mời ngồi. Mời. Hội trưởng đã biết chúng tôi đồng ý sao? Tôi nhìn người rất chuẩn. Các cậu đều có thù với Băng Hoa La. Tôi biết các cậu nhất định sẽ giúp tôi. Tôi nghĩ ông nhìn thấy được năng lực của chúng tôi thì đúng hơn. Không tranh chính là tranh. Tuổi tác tôi đã cao, giờ chỉ nghĩ tới thời gian có thể ung dung thoải mái. Tiếc là Gia Tôn lại không hiểu được ý của tôi. Đấu như thế nào? Cậu đừng gấp. Trong chuyện này vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Đức Vinh, hôm nay là lễ hội đèn lồng của Ba Công. Theo truyền thống, sẽ lên núi đi chùa cầu phúc, cầu được ước nguyện. Tôi muốn mời hai vị cùng đi với tôi. Không biết hai vị thấy thế nào? Bác sĩ Diệp nói cô ấy cũng muốn đi. Nhập gia tùy tục. Cùng đi đi. Vậy quá tốt rồi. Vậy chúng ta cùng nhau đi chùa. Nhưng mà tôi cũng muốn có Gia Tôn đi cùng. Tuy hai bên trước khi thi đấu không nên có giao tiếp gì, nhưng việc lên núi là quy tắc lâu nay, khó tránh việc sẽ chạm mặt nhau. Cho nên lễ hội này cũng không đơn giản. Có đánh nhau không?
Đây là phong tục địa phương. Tôi tin hai vị có thể ứng phó được. Đúng thật là trước sau gì cũng trễ hơn hội trưởng một bước. Tên nhóc này sao lại chạy xe chậm như vậy? Dám để hội trưởng chờ tôi sao? Ông ấy lớn tuổi như vậy, lỡ có chuyện bất trắc thì sao? Cậu làm việc như vậy đó hả? Không có gì đáng ngại. Đường núi khó đi, rất dễ rơi xuống vực. Mọi người đem mọi thứ đặt cược vào bọn họ đó hả? Cảm ơn cậu đã có lòng quan tâm. Mọi người quen biết nhau nên tôi bận tâm hơn chút thôi. Tôi sợ hội trưởng thua liền hai trận với bọn họ. Vậy thì trận thứ ba khỏi cần phải đấu luôn. Như vậy mặt mũi của hội trưởng cũng chẳng còn gì. Mặt mũi là chuyện nhỏ, tính mạng mới lớn. Cậu cũng nên cẩn thận hơn. Lát nữa hai người sẽ bịt mắt lại. Ai lấy gậy đánh trúng người khác trước sẽ được vào chùa cầu phúc, giống như giành được vị thế cho mình. Hai cậu, người nào muốn lên trước? Để tôi. Hội trưởng, lần này chúng ta thay đổi cách chơi giành giải nhất của chúng ta đi. Tôi sẽ chỉ định người bên ông, còn ông sẽ chỉ định người bên tôi. Ông thấy sao? Yên tâm, tôi rất biết điều, sẽ không để hội trưởng phải ra trận đâu. Cậu chọn trước đi. Tên mập kia. Tôi à? Không được đâu, không được đâu, không được đâu. Cậu ấy không thuộc hiệp hội Mô Trinh, xin đổi người khác. Sao được chứ? Người này đi cùng với ông tới đây mà, giờ lại nói không phải là người của hiệp hội Mô Trinh. Chẳng lẽ là người của băng Hoa La hay sao? Hội trưởng à, đâu thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà phải thay đổi chứ. Yên tâm đi, chỉ là trò chơi mà thôi. Đừng sợ, lúc cần thiết tôi sẽ ra tay. Tiếp theo, tới phiên tôi chọn người. Được thôi, ông muốn chọn tôi cũng không sao. Ông đang đùa sao? Mây Chua là phụ nữ, sao có thể chơi trò này được? Là đại ca Gia Tun đòi đổi quy tắc trò chơi, nên tôi cũng muốn chơi một chút cho vui. Chưa gì sợ rồi sao? Nếu sợ thì chịu thua đi. Em nhìn đi, kêu em đừng có đi theo. Giờ làm sao trốn được đây? Ra đi, em ra chơi với họ đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Hắn ở ngay bên cạnh đó. Đánh đi, đánh đi. Lộn rồi, không phải hướng đó. Quay lại đi, quay lại đi. Lộn rồi, đánh đi. Hướng đằng sau. Phim được dịch và lồng tiếng. Thắng rồi. Lần này tôi gặp may rồi.
Chúng ta vào xe ngồi chờ đi. Còn chờ gì nữa? Đi về. Không cầu phúc nữa sao? Cần gì bái thần tiên? Anh chỉ tin tưởng vào bản thân mình thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu. Bằng chúng ta phải có người ra trận đầu tiên. Tôi muốn có một khởi đầu tốt. Được rồi, để tôi đi. Hai tên nhóc của Hiệp hội Mojin cũng biết võ đó. Ngày mai anh không được phép chủ quan, biết chưa? Em có cảm giác hai tên ngày hôm qua không dễ đối phó đâu. Anh nên tìm người thăm dò chúng thử xem. Cần gì phải thăm dò? Hai tên nhóc hôm qua cứ cho là mạnh nhất đi, nhưng cũng đâu có mạnh bằng nó. Em cũng từng thấy rồi mà. Mười mấy anh em cũng không làm gì được nó. Nhưng anh đừng quên, hai tên kia từng xử lý 30 người của Sotun. Không cần lo, đánh nhau tôi chưa từng thua. Quyết định vậy đi. Nhưng dù có thế nào thì chúng ta cũng nhất định phải thắng. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Chuyện này cũng phải nhờ tới cậu. Được rồi. Những gì tôi biết cũng chỉ có vậy. Có manh mối không? Không có. Hai người nói chuyện gì vậy? Đâu có gì. Chỉ nói chuyện phiếm thôi. Anh gọi quên ta tới đi. Tôi có chuyện gấp cần nói với hai anh. Vậy đi. Hai người trò chuyện, tôi đi làm việc đây. Bác sĩ Diệp, tiểu thất nói cô Lanh Gia tới rồi sao? Đúng rồi, đang ở trong phòng. Cô ấy muốn nói chuyện với các anh về cuộc thi đấu. Cảm ơn cô. Chào cô Lanh Gia. Nói đi. Thi đấu lần này chính là trận đấu nhau giữa Băng Hoa La và Hiệp hội Mojin. Sẽ dùng cách rút thăm để quyết định xem sẽ đấu trong địa bàn của ai. Hai bên có quyền tùy ý chọn tuyển thủ ra dự thi. Nếu một bên thua liền hai trận liên tiếp sẽ không cần đấu nữa, bên đó đã thua. Nếu hai bên bất phân thắng bại sẽ chọn một khu vực trung lập đấu tay đôi một lần nữa. Đấu ở đâu cũng không sợ. Vậy thì tốt. Cha tôi chọn Sưởng Chui là nơi thi đấu trận đầu tiên. Nhưng tôi phải nhắc nhở các anh một câu. Trận thứ ba sẽ chọn một trong hai người thắng hai trận trước đó ra đánh. Hay nói cách khác, nếu trận trước đã bị thương, cho dù có thắng thì sau đó các anh cũng rất phiền phức. Cô Lan Gia, dù đối thủ có là ai, tôi cũng không thua. Tuyển thủ của đối phương là ai? Chuyện này phải ngày mai mới biết được. Được rồi, tình hình đại loại là như vậy. Giờ tôi phải tới tham dự nghi thức rút thăm. Các anh cố gắng chấn chỉnh, ngày mốt sẽ gặp nhau ở đấu trường.
Chút nữa tôi quên, đây là nơi thi đấu mà băng Wala chọn. Chúng tôi đã tới kiểm tra rồi, bên trong không có vấn đề gì. Đức Vinh, tôi sẽ cho anh thứ anh cần. Anh Đức Vinh, anh cần gì vậy? Cô ấy đi rồi à? Ờ, ăn đi. Món gì vậy? Mau ăn đi. Hoành Thánh, cô làm khi nào vậy? Mau ăn đi. Anh, ăn gì đó? Hoành Thánh, có ngon không? Tôi cũng muốn ăn. Muốn ăn à? Muốn chứ. Gọi anh đi. Anh, anh. Nè, nè. Tôi ăn trưa rồi. Trận đầu tiên băng qua la. Vết thương của anh sao rồi? Cũng may là có bác sĩ. Vết thương của tôi không còn đau nữa, ngược lại có thấy hơi ngứa, đang phục hồi rất tốt đó. Trận đấu ngày mai, bác sĩ muốn nói. Yên tâm đi, cô nói rồi, còn sống mới có hy vọng. Hôm qua tôi xin thứ này cho anh, tin hay không cũng phải cầm. Tôi đặt Yasan, tôi đặt Yasan. Yasan thắng chắc rồi. Tôi đặt thằng bên này, hắn đánh giỏi lắm, chưa chắc thua đâu. Ai nói vậy? Yasan mới là số 1. Tôi đặt thằng này, tôi đặt thằng này. Thông tin trận đấu Yasan đấu với Đức Vinh. Ráng giữ an toàn, đừng để bị thương. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đập chết nó, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đừng có nương tay, đánh đi. Đánh đi. Đừng nương tay. Đừng nương tay. Đánh mạnh lên. Mạnh tay lên. Mạnh tay lên. Nhìn cứ như là cơn lốc tới vậy, thổi bay cả đối phương. Vậy anh có muốn đánh cược với tôi không? 2000 đô được không? Trận đầu tiên thường mang lại điềm may. Được rồi, tôi sẽ cá với anh. Đánh đi.
Đánh đi! Đánh chết nó đi! Đừng để nó thắng! Đánh đi! Tôi đặt hết vào anh đó! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Đánh chết đi! Đánh đi! Cảm ơn 20.000 đô của anh Bách. Anh đúng là có mắt nhìn. Tôi thật sự phục anh. Tâm phục, khẩu phục. Quá lời, quá lời. Tôi đi lấy tiền cho anh. Bách Đông Phương này không giống người tốt. Thương nhân nào mà chẳng vậy. Ba, xem ra lần này chúng ta chọn đúng người rồi. Với thực lực của anh em họ, đủ sức làm chấn động toàn bộ Ba Câu này rồi. Tối nay thay tôi tổ chức một bữa tiệc để chúng ta ăn mừng chiến thắng. Dạ. Thắng rồi, hay quá. Đức Vinh, cô Lan Gia, trận mở màn đã chiến thắng, rất đáng chúc mừng. Tối nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho các anh. Để họ đi đi, tôi không đi. Không đi anh sẽ hối hận đó. Đây là con trai độc nhất của tướng quân, thiếu soái Ba Pong. Thiếu soái, tướng quân đang chờ anh. Cũng khá lắm. Anh ta là thằng điên. Tốt nhất đừng chọc tới anh ta.